Best Life, việc sử dụng cốc nước liên tục trong một tuần không rửa có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm norovirus và ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Best Life thông tin, nhiều người thường có thói quen đặt một cốc nước cạnh giường, đổ đầy nước mỗi đêm để uống mà không rửa sạch cốc thường xuyên. Trường hợp phổ biến hơn là sử dụng một ly nước yêu thích trong nhiều ngày liên tục và không bận tâm đến việc rửa nó. Các bác sĩ cho rằng việc làm này có thể dẫn tới một căn bệnh khó chịu. Theo bác sĩ Dung Trinh, người sáng lập Healthy Brain Clinic, norovirus, loại virus rất dễ lây lan, gây nôn mửa và tiêu chảy, có thể tồn tại một tuần hoặc hơn trong chiếc cốc không được rửa sạch. Thói quen phổ biến. Không thể phủ nhận, uống nhiều nước rất tốt cho cơ thể của mỗi người. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra thói quen uống nước liên quan đến việc sống lâu hơn và ít mắc các bệnh mãn tính hơn. Một ngày không uống nước có thể dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi cũng như các vấn đề về tiêu hóa. Trang Best Life nhận định, điều quan trọng là phải cẩn thận về cách uống nước. Mỗi người cần đảm bảo không tiếp xúc với vi khuẩn có hại để giảm nguy cơ mắc bệnh do uống bằng ly bẩn. Bác sĩ Devin Stone, người sáng lập BioRange, cho biết, việc tái sử dụng một chiếc cốc mà không rửa lại nó là điều phổ biến ở nhiều hộ gia đình. Đôi khi chúng ta chỉ cần rót đầy ly nước một cách dễ dàng, chứ không nghĩ đến những lo ngại liên quan đến vấn đề vệ sinh. Rõ ràng, việc sử dụng ly để uống nước lọc và không rửa là câu chuyện thường thấy ở nhiều nơi. Thói quen có hại này có thể khiến người dân dễ mắc bệnh, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Tác hại của việc không rửa cốc thường xuyên. Bác sĩ Peter Michael, giám đốc y tế của VUE khuyến cáo, nếu sử dụng một chiếc cốc trong vòng một tuần mà không rửa sạch, vi khuẩn sẽ bắt đầu phát triển trên bề mặt chiếc cốc. Cần thường xuyên rửa cốc bằng xà phòng và nước để ngăn chặn sự tích tụ này, chứ không chỉ bằng nước thông thường. Đồng quan điểm, bác sĩ Dung Trinh cho rằng việc đổ nước cũ đi và rót nước mới lại không giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn. Bác sĩ Stone nhận định, norovirus chỉ là một trong những loại virus khó chịu có thể sống trên cốc nước chưa rửa. Theo thời gian, những vi khuẩn đó sẽ tạo ra một quần thể được gọi là màng sinh học biofilm. Nếu không cọ rửa những chiếc cốc thủy tinh uống nước, vi khuẩn sẽ trú ngụ ở đó và nhân lên về số lượng. Điều này khiến chúng ta dễ tiếp xúc với những vi khuẩn không mong muốn. Theo ba bác sĩ, ngay cả khi rửa cốc thường xuyên, việc để nước đọng lại vẫn có thể gây ra nhiều vấn đề. Ông Trinh cho biết, một chiếc cốc để ngoài trời có thể tiếp xúc với vi khuẩn trong không khí, bụi bẩn hoặc các nguồn khác. Vì vậy, mỗi người nên đặt một chai nước có nắp đậy ở đầu giường. Vi khuẩn cũng có thể phát triển trong nước nếu không được thay thường xuyên, dù chỉ là vài ngày. Do đó, đừng để ly nước không đậy nắp cạnh giường của bạn.